Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại làm video nó đây. Thì sẵn mình có một cái hộp creatine nó bị vón ở bên trong, cho nên là mình làm một cái video mình chia sẻ với anh em. Thì cái hũ này là có một cái bạn ở gần mình, bạn đã mua rồi. Thì hôm bữa mình cũng không có để ý nữa. Nói chung là bạn mua thì hôm sau bạn mở ra rồi bạn thấy nó bị vón ở bên trong á. Tại vì cái hộp lần trước bạn uống thì cách đây khoảng tháng bạn uống á, thì nó không có bị vón. Rồi hôm nay bạn mở ra bị vón, cho nên là bạn nhắn tin lại với mình là anh ơi, cái hộp creatine em mua bị vón cục, rồi nó bị mốc. Rồi thì mình cũng rất là dễ. Thì anh em cảm thấy hàng nó không hài lòng thì mình đổi thôi. Thì mình có nhắn lại với bạn đó là vậy thôi, chiều chạy qua anh đi đổi lấy hũ khác. Thì mình đổi cho bạn cái hũ khác. Thì nói chung là cái này là nó vón là như thế này nè mọi người. Để mình lấy cái này ra. À đây. Bạn ấy nói là nó bị mốc. Thì mình tưởng là nó bị mốc xanh xanh đó anh em. Nhưng mà cái này không phải mốc nha. Cái màu này màu đỏ này không phải màu mốc nha. Mốc là nó nổi cái màu xanh đó anh em. Thường hay thấy mốc mà mấy cái gì mà để lâu ngày á, nó bị mốc cái màu xanh rêu á, thì mới gọi là mốc. Còn cái màu đỏ này là màu của sản phẩm nha mọi người, chứ không phải mốc. Đây. Thì nói chung là nó chỉ bị vón nhẹ thôi mọi người. Anh em múc lên thì bột nó như thế này đây. Nó bị đóng. Đây. Ở bên đây thì nó có một cái tảng hơi nhỏ nhỏ nè mọi người. Đây nè anh em thấy không? Đây. Nhưng mà mình nạo thì nó vẫn ra bình thường, không sao hết. Nói chung là về cái đát đó thì để mình đát là tới đây nha. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, đó là cái đát rồi đó. Thì nói chung á là cái tình trạng mà nó bị vón như thế này là anh em biết sao không? Do cái thời tiết hồi lúc trước nó đang nóng mà lúc này nó trở trời, nó chuyển sang lạnh đó mọi người. Là thời gian vừa đây, gần đây là anh em thấy là nó đang trở sang lạnh. Như buổi sáng mình đi làm chạy xe rất là lạnh luôn. Cho nên là những cái sản phẩm bột như thế này thì nó hay bị dễ vón cục. Do là cái thời tiết của Việt Nam mình đó. Nhất là rượu vật cao nha mọi người. Rượu vật cao mà anh em mà để lâu, mà những anh em mà để lâu ngày mà mình không kiểm tra thường xuyên á, lâu lâu mà mình mang ra thì chắc chắn là nó sẽ bị vón cục đó. Thì cái này thì cũng không đến nỗi nào. Thì mình cũng có đổi cho bạn đó cái hộp khác rồi. Nhưng mà bạn đó, nói chung là mình đổi hàng cho bạn thì bạn lại rất là thương mình. Thì bạn mới hỏi mình là ủa, nếu mà em đổi về thì anh có bị lỗ nhiều không? Thì cái mình nói là thì nói chung là anh thanh lý hoặc là anh để anh uống luôn. Cái bạn mới nói vậy thôi, để em bù cho anh 100.000. Cái mình mới nói thôi bạn, thôi thì sắp về uống đi, chứ tiền bạc gì. Thì cái này để đây thì mình thanh lý hoặc là mình uống cũng được. Thì bạn nặng nặc đòi bù cho mình 100.000 nhưng mà mình không lấy. Vậy thì nói chung là hàng uống vẫn được nha mọi người, uống vẫn được. Cái này không phải là mốc nha anh em. Cái màu đỏ đỏ này không phải mốc, màu đỏ đỏ hồng hồng này là cái màu của bột á, của sản phẩm á, chứ không phải là bị mốc. Nó mốc là nó nổi màu xanh nha đó. Thì những cái hộp kia thì sau khi mình kiểm tra mình lắc lên, đây là anh em nghe cái tiếng bột nó kêu, nó thì nó cũng kêu như thế này thôi. Cho nên là mình không thể nào mà mình biết được ở bên trong nó như thế nào, tại vì lúc mở ra thì nó còn cái siêu. Cho nên là nhiều khi bán cho anh em, có nhiều anh em đó mà anh em mua hàng online thì nhiều anh em không hiểu thì nói là hàng mình bán bậy bán bạ. Nhưng mà thật ra không phải vậy nha. Thì nếu mà anh em mà lấy hàng bên mình đó mà nó bị vón cục, mà anh em cảm thấy hàng không thích, hàng không đặt yêu cầu muốn đổi thì ok, thì mình sẽ đổi cho anh em. Giống như bạn này thì mình sẽ đổi. Vậy thôi. Thì hôm nay không có gì làm video, thì sẵn làm một cái video về cái hộp này, anh em xem chơi cho vui. Thì bạn nào có cần cái gì thì mình chịu khó liên hệ với mình ở cái số Zalo bên trên màn hình nha, hoặc là cái đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video đó. Thì hàng nó vậy nè mọi người, cũng bình thường thôi, không sao hết. Thì nói chung là mình uống cũng được, mình cũng thường uống creatine, nói vậy thôi nha mọi người đó. Thì creatine thì mình chắc chắn là sẽ còn có bạn hỏi creatine uống lúc nào là tốt nhất. Thì nói chung là creatine anh em nên uống ở trong ngày, nhưng mà tốt nhất là mình nên uống trước tập và sau tập. Thì có nó có hai cái thời gian uống rất quan trọng, đó là trước tập và sau tập nha mọi người.
Tôi xin chào mọi người nha, anh em có gì thắc mắc thì cứ liên hệ với mình đi, rồi mình biết gì mình sẽ tư vấn anh em sau nha. Bye bye.